Ở đây là ở trong cái không gian nhà bếp của bác thôi. Ngủ đây nóng nhè, mùa hè Ừ. ui nhóm bếp ở Mùa đây nữa nóng lắm ấy. hè nóng thật đấy. Nhưng mùa đông thì tạnh. Đây là cái không gian nhà của bác. Đồ đạc thì cũng không được gọi là gọn gàng lắm. Bác cũng chỉ ngủ ở dưới đất, đây mặt đất, sàn đất. À, cũng có cái chiếu không thôi các bác. Ủa. Ngủ ở đây thì mùa hè chắc hầm hát lắm. Xin chào quý cô chú anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với thức phim tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại là cháu Quyền đang có mặt ở đường đi vào nhà của bé Dua và bé Hoàng. À, thưa cô chú anh chị, là đợt trước thì cháu Quyền lên ấy, thì là cũng có chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em ở Dua và Hoàng, và cũng được các chú ở trong thôn là giới thiệu đến hoàn cảnh của hai bạn này. Và trong cái quá trình ghi hình ấy, thì là bé Dua thì xấu hổ không cho cháu Quyền ghi hình nữa. Chính vì vậy thì những phần quà của cô bác anh chị đã gửi đến cho hoàn cảnh của bé Dua thì cháu xin phép là sẽ lên trên này để trao những tình yêu thương của cô bác anh chị đến với hoàn cảnh của hai bé, để tiếp tục là sẽ động viên bé Dua và bé Hoàng. Nếu như không muốn ghi hình nữa thì cũng được, và cố gắng làm sao để đi học, học hết lớp 9. Và như cô bác anh chị cũng đã biết rồi, thì đợt trước thì cháu Quyền cũng chia sẻ về cái thước phim trước ấy, thì là bé Dua thì sau khi mà cháu hỏi bác gái và cả bác trai nữa thì hai bác có nói là cũng nói rất là nhiều rồi nhưng mà Dua không nghe. Bây giờ nếu mà nói nhiều ấy thì là Dua sẽ bỏ đi lấy chồng, không học nữa. Chính vì vậy thì bác cũng không thể nói được, thì cũng chỉ mong sao là Dua bây giờ cũng lớn rồi, nếu mà không muốn ghi hình nữa thì bây giờ học xong thì đi ra ngoài xã hội đi kiếm tiền thì cũng tốt thôi. Có thể là Dua nghĩ là sẽ không muốn giúp, không muốn nhận được sự giúp đỡ nữa thì cũng được. Cháu Quyền sẽ nhường lại những cái tình yêu thương của cô bạn anh chị đến các hoàn cảnh khác. Tại vì ở ngoài kia xung quanh chúng ta thì còn rất là nhiều người, còn rất là nhiều hoàn cảnh còn khó khăn cơ, không chỉ riêng Dua với Hoàng. Còn hôm nay thì cháu cũng nhận được một phần quà của cô Hoàng Phượng. Là cô có gửi quần áo với cả gửi cho cháu là 500.000. Thì có dặn cháu Quyền là mua một bao gạo. Một bao gạo thì cháu Quyền có mua hết 140.000. Và cô có bảo là cho cháu Quyền là mua 200.000 thịt. Đấy, thì cháu mua 200.000 thịt thì được 2 cân rưỡi. Đấy. Còn đây là bao gạo của cô đã gửi đến cho bé Dua. Còn phần tiền thừa còn lại thì tí nữa sẽ đưa lại cho bé Dua để cho hai bạn ấy mua sách vở đi học. Cô có dặn cháu Quyền là như vậy. Cái hoàn cảnh của hai bạn này thì bố thì mất lúc rất là bé rồi các bác ạ. Còn lúc bố mất thì ở với mẹ sau khi mà được 2 tuổi thì mẹ đã bỏ đi lấy chồng mới, để lại hai anh em mồ côi ở trong một ngôi nhà không có cái gì để ăn cả. Tuy nhiên thì lúc đó thì bác đã cưu mang hai cháu, và hai bác đã lấy cháu về để cho ăn và mới lớn được đến bây giờ. À, cháu chào bác nhá. Vâng. Dua đi học về chưa bác? Hoàng với Dua đi học về chưa? Hoàng ở nhà không? À, đi chân trâu cho bác à? Vâng. Ai à, Dua là đi học rồi đúng không? À. Hôm nay bác trai có ở nhà không nhỉ? À. Vâng, cháu cho bác nhá. Ủa. Hoàng đi đâu rồi bác? À, bác gọi Hoàng về cho cháu tí được không? Ờ, thế bác đi gọi cho cháu Hoàng nó về nhà cái. Dua thì đi học chưa về nhỉ? À. À. Vâng.
Hơn 1 giờ mới về đến nhà à? Có ngày thì 1 rưỡi đến nhà, có ngày thì 2 giờ. Ngày 2 giờ mới về đến nhà đúng không? Đấy. Ở nhà Rua thì là ở trong một bản, gọi là ở cao nhất trong cái bản này. Tại vì là không biết theo quan niệm hay là như thế nào, nhưng mà người dân tộc Mông thì chủ yếu là thấy toàn ở chỗ cao thôi. Người ở chỗ thấp thấp thì là thuộc người dân tộc khác họ hay ở hơn. Còn các chú ở đây thì chú sống rất là biệt lập, ở trong một bản làng toàn là rừng cây thôi. Ở xa lắm các bác ạ. Mà từ nhà của cháu Quyền đến đây thì cũng gần 50 cây số. Và từ cái chỗ nhà của bé Rua đi với cả bé Hoàng đi học là nếu mà đi đường vòng thì nó rơi vào tầm 7 cây. Còn bé Rua với Hoàng đi bộ đi học ấy thì là đi bộ ấy thì là đi đường tắt thì là 5 cây. 5 cây thì bác có bảo là buổi trưa học xong tiết 5 là 11:45. Có hôm về đến nhà là 1:30, có hôm về đến nhà là 2 giờ. Đấy. Buổi sáng có ăn sáng xong mới đi học không bác, hay là có sáng thì ăn, có sáng thì không ăn? Có sáng thì ăn, có sáng thì không ăn. À. Có sáng thì không ăn đâu đúng không? À. Ủa thế là buổi sáng đi học 2 giờ mới về đến nhà là đói lắm ấy nhỉ, không ăn sáng xong mới đi ấy. Và thưa ông chú anh chị là hoàn cảnh của bé Rua và bé Hoàng ấy, khi mà cháu Quyền lên tìm hiểu thì cháu cũng đi hỏi xung quanh các chú ở đây thì các cô bác anh chị cũng rất là đồng cảm và thương đến hai bé. Tuy nhiên thì do hoàn cảnh khó khăn ở trên này thì cũng không ai là giúp được cái gì cả. Còn cái chỗ ở của hai bạn này đó là ở đây là cái không gian nhà bếp của bác hai bé. Tại vì sao mà không ở chung nhà với bác thì là như thế này các bác, là bác là cũng có con rất là đông, sau con thì lại là có cháu. Và như thức phim trước thì cháu chia sẻ là cháu của bác là khi mà ngồi hết một mâm ăn cơm là 8 người cơ. 8 người cháu rồi. Nếu mà các con về nữa thì không biết là phải 2 mâm cơm mới đủ. Còn nhà của bác thì cũng là nhà chỉnh tường, nhà đất, hoàn cảnh gia đình thì cũng rất là khó khăn. Cái chỗ ngủ ấy của hai bác ấy thì là cũng ngủ ở dưới mặt đất. Đấy, ngủ ở sàn đất, chỉ trải một cái chiếu thôi. Còn bác thì cũng gọi là rất là thương hai cháu là cho ở nhờ chỗ bếp này. Bên này là giường ngủ của bé Rua. Ô, sao để bừa bộn thế bác? Con cháu nhìn lắm. À, con cháu nghịch cũng phải gấp gọn cẩn thận chứ. Cháu nhìn lắm. Vâng. Ngủ ở đây thì thứ nhất là bếp ở đây thì rất là khói luôn. Ngủ ở đây ảnh hưởng sức khỏe lắm bác nhờ. Ở đây là ở trong cái không gian nhà bếp của bác thôi. Ngủ ở đây nóng nhè, mùa hè ui nhóm bếp ở đây nữa nóng lắm ấy. Mùa hè nóng thật đấy. Em mùa đông thì tản. Mà cũng không có chỗ nào để mà chuyển đi ngủ chỗ khác được nhỉ? Không có rồi. Không, mùa đông thì ngủ đây còn tạm được. Mùa hè thì thời tiết nó 30-40 độ thì ngủ ở đây nhóm bếp ở đây nữa là úi dồi ôi luôn ấy. Cho nó về ngủ đây này. Sợ gì? Sợ gió á? Cho ngủ ở ngoài này chả đỡ hơn à? Đỡ phải ảnh hưởng đến sức khỏe. Không là ngủ ở trong nhà đang ngủ mà nhóm bếp nó khói khói ở hít vào nữa là ảnh hưởng phổi lắm. Không thì ngủ ở trong này cũng được nhỉ. Ngủ ở ngoài này còn thoáng hơn ấy. Lấy bạt căng xung quanh vào, xong là giải ván lên chỗ xếp củi này này. Vâng. Đấy bác xem, nếu mà bác có thời gian thì mấy nữa bác cho ngủ đây nóng quá nhờ. Ngủ ngoài này bếp này ôi. Mùa đông thì được, mùa đông tạm được. Nhưng mà ngủ ở đây nó khói, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Đấy bác nhìn thế này, ở đây mình nhóm bếp ở đây nhiều, ở chỗ này nó còn đen xì hết. Đấy. Nếu mà mình ngửi nhiều cái phổi của mình nó cũng sẽ đen hết như thế này ấy. Hôm nay bác đi đâu làm gì đấy? Ở nhà. Ở nhà. Đi học ở thôn. Cháu đi học ở thôn à?
lại đưa cháu đi học đúng không? Vâng. Lại đón về nữa à? Vâng, đón về nữa. Ồ. Đấy. Vâng. Đấy. Chỗ ngủ của nhà bác thì cũng ngủ dưới đất luôn. Đấy, bên cháu đi vào nhà của bác tí nhá. Đấy, cô bác ạ. Đây là cái không gian nhà của bác. Đồ đạc thì cũng không được gọi là gọn gàng lắm. Bác cũng chỉ ngủ ở dưới đất, đây mặt đất, sàn đất. À, cũng có cái chiếu không luôn các bác. Ủa. Ngủ ở đây thì mùa hè chắc hầm hắt lắm. Nhưng mà mùa đông thì thôi rồi, lạnh cực kỳ luôn. Bây giờ sẽ ở đây để cùng bác ngồi uống nước tí. Ở ngoài đấy hơi tối một tí nhỉ, bác có bóng điện ở trong bếp không? Vâng. À bác bật điện lên cho nó sáng tí. Đợt trước cháu lên thì không gặp bác ở nhà. Rồi, không ấy cũng anh em ở nhà cháu thì đang uống rượu. À. Hôm đấy là đi uống rượu à? Vâng. Ồ. Ở đây thì uống rượu ít thôi nhá bác nhá. Uống ít thôi. Vâng. Chứ không ấy thì có mấy anh em dưới đường kia liền ấy. Vâng. Tại vì mình ở trên vùng cao ấy, mình ở nhà mình khó khăn, mình uống rượu nhiều sau này lại bệnh. Lại không có tiền đi chữa bệnh. Đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. À. Thế cháu hỏi Hoàng là thứ bảy là không đi học à? Có nhưng mà sáng nay nó bảo là đông mát thì nó không đi là để cho cô giáo cho à, hỏi cô giáo rồi đúng không? Đông mát là không đi. Đấy, dua thì là vẫn đi nhỉ? Đấy, đợt trước cháu lên thì cũng không gặp bác ở nhà ấy, thì là cháu lên quay phim thì dua là xấu hổ, là không cho quay. Cháu gắn mic tí. Xấu hổ cái gì đâu, cái này này. Đấy. Cái cháu cũng có phải đi quay cái gì đâu, sợ là cái cháu mình khó khăn, thì là được ăn, được uống, đấy. Thế thôi. Thứ nhất là thấy gia đình hoàn cảnh của hai bé là thực sự là rất là khó khăn. Khó khăn. Đấy, khó khăn thì cháu cũng muốn lên là để chia sẻ và quay phim ghi hình. Ừ. Có thể là có cô bác anh chị là giúp đỡ được đấy. Hay không. Nếu mà giúp được thì đấy là một điều rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu mà cháu mà chia sẻ thì không được nhiều thì cũng sẽ được ít. Đấy, bác gái nói thì bảo là bác thích thì tự đi quay bác, cháu không quay. Đấy, xong là còn bảo là nếu mà bác nói nhiều quá thì cháu bỏ đi lấy chồng thôi. Không ở nữa. Mình bỏ lấy chồng bây giờ không đủ tuổi thì lấy chồng. Nhất là không đủ tuổi, thứ hai nữa là lấy chồng sớm thì sau này khổ ra chứ. Đấy. Còn chưa suy nghĩ được cái gì cả đúng không? Không suy nghĩ được cái gì. Mới cả thứ ba nữa là ở với bác từ lúc rất là bé rồi. Đấy. Đấy. Hai bác là bố mẹ, bố thì mất mà mẹ thì bỏ đi lấy chồng mới đi đâu không biết. Đấy. Còn ở với bác kêu mang, nhà bác thì cũng rất là nghèo. Đến bây giờ lớn mà bác nói một hai câu lại cái lời bác thì... Nói thế thì chắc là bác gái là cũng bực đúng không? Bác gái bảo u không nói được, bác gái cũng bực lắm. Bực tha chưa? Sợ lúc bé thì mình sợ cho nó không đủ ăn, không đủ uống, sợ nó không sống được. Nơi cho nó, bây giờ nó chuẩn bị làm được ăn một tí này nữa. Bảo là cái nọ bác kia nhưng mà bây giờ bảo là đi hào là cái gì mình bảo là nếu mà đi cũng được thôi nhưng mà hủ nhau một tí, nhưng mà không hủ nhau thì mình nghèo quá thì có tiền ở đâu ra đi hào nữa. Đúng rồi, mình kiếm tiền ở đâu đi hào nữa mình. Thế là bác có động viên, bác có nói với dua là không được xấu hổ, bác có nói không? Có chứ. Bác chắc là cũng nói nhiều đúng không? Nói nhiều lắm đấy. Nói nhiều nhưng mà dua dua có nghe không? Không nghe đâu. Không nghe. Thế bác có nói với các chú với cả các bác ở gần hàng xóm ấy, chú bác ruột về bảo dua là không được xấu hổ, phải nghe lời bác. Bác có nói với các chú hàng xóm là về nói với dua là như thế không? Chưa, cái này chưa nói. À. Chỉ mỗi cái chú ở ngay ở đây mới liên đây chú nói thôi. À, chú cũng nói rồi đúng không? Chú cũng nói rồi. Tại vì là có khi là
Bác nói thì không nghe nhưng mà người khác nói nó lại nghe. Thế thì bây giờ coi như là nếu mà không cho cậu cháu quay nữa thì cháu cũng hôm nay là nhận được phần quà thì cháu cũng muốn là lên trao nốt những cái phần quà đó đến cho hai bạn này. Thì không cho cháu quay nữa thì thôi thì cũng không không sao cả, tại vì là ở ngoài này thì còn rất là nhiều các hoàn cảnh còn khó khăn thì Đúng cháu có thể là đi giúp người khác cũng được. Đấy, cái thứ hai nữa là bác cũng thông cảm rồi. Chứ và sao vâng, nó tại vì bây giờ không quay nữa thì sao không sao, nhưng mà rua bảo đi lấy chồng sớm thì bác khuyên rua là bây giờ cố gắng học hết lớp 9 và học hết lớp 9 nữa, nếu mà không có điều kiện đi học thì đi đi làm, đi ra ngoài làm 1 2 năm 3 4 năm nữa đủ tuổi rồi, lớn rồi thì lấy chồng sau cũng được. À Hoàng đi chăn trâu hộ bác về à? Ngồi đây xem nào nhé. Còn bây giờ lấy chồng sớm là khổ lắm. Đấy, trước mình phải nói, nhưng mà là không cho đâu, không cho hết đi lấy chồng sớm mình Bác nói, bác không nói đi đúng không? đấy, đi lấy chồng sớm mình chỉ cả sau khi mình có con nhỏ mình đi các khẩu, mình không các khẩu về bao giờ các là không cho các khẩu này, Vâng. không không làm được cái giấy khai sinh cho con cháu thì cũng khổ Vâng. đấy, cũng khó. Đấy. Không phải do là mình làm thôi, cái này công việc của nhà nước làm nhưng mà nó không làm nữa thì Vâng, mình làm đúng được thế rồi. nào. Bé Dua thì ở nhà nhiều hơn, còn Hoàng thì là đi học suốt đấy các bác, thì cũng ít được gặp Hoàng. Đấy, Hoàng chào các ông các bà nào. Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Thế sáng nay Hoàng không đi học à? Vâng. Sao lại không đi? Tấm nó không Đi học mà cái gì vào mắt đâu đâu không đi. Bị cái gì vào mắt đâu không đi à? Vâng. Thế xin cô giáo nghỉ chưa? Chưa. Chưa. Vâng. Bác Bác bảo cứ bắt xin à? đỉnh rồi. Bác điện rồi đúng không? Vâng. Nghỉ học phải bảo cô giáo nhé. Vâng. Thế là vừa rồi là đi chân trâu của bác à? Vâng. Ồ, to Hoàng cũng dài quá nhỉ. Vâng. Đợt trước thì trước cháu lên chia sẻ cháu cũng chỉ mong sao là lên trên này để có thể là giúp đỡ được Dua với cả Hoàng ấy. Nếu mà được thì cháu sẽ cố gắng lo, và nếu mà được thì cô bác ủng hộ yêu mến mà có được một ngôi nhà cho hai bé thì tốt quá Đấy, to đấy. đấy. Nhưng mà bây giờ Dua, thứ nhất là Dua không muốn quay thì cái đấy là rất là khó rồi, thì các cô bác anh chị cũng đóng góp cho Quyền là bây giờ Dua không đồng ý thì mình cũng không thể ép được đấy. Còn nói thì không phải là nói Dua đâu, nhưng mà mình đã nghèo rồi, gia đình mình thực sự là như thế rồi, sao mình phải xấu hổ ấy đúng không? Sao phải xấu hổ, đi bạn bè trêu người ta không phải trêu, có khi là người ta thấy được lên tivi thì là các bạn tò mò thôi, không phải là các bạn trêu đâu. Nhưng mà chắc Dua lại không hiểu là các bạn trêu xấu hổ đấy. Em là các bạn trêu như thế là nó bảo là thế là xấu hổ, nhưng mà xấu hổ cái gì, cái này đúng là thực sự số số mình không may lắm như thế, mình là xấu hổ Vâng. cái gì Chắc là kiểu như là có người yêu rồi đấy. nhỉ. Dua chắc là có người yêu rồi nhỉ. Chứ còn nó suốt ngày đi học thì chả biết được rồi Chắc là có người yêu nên đấy. là dọa nên là quay lên như thế là sợ người yêu nhìn thấy là xấu hổ. Vừa là nó là đi ăn nó là cùng đi hào này, sợ là đi em nó là nói đi nói lại thì nó là nghe em nói thì nó là xấu hổ Đấy, nếu mà cháu thực sự mà hoàn cảnh mình khó khăn như thế mà được cô bác anh chị ủng hộ yêu mến mà có được cái này cái kia thì sướng quá rồi còn gì nữa. Hôm nay cháu vào thì cũng có mua được một ít quà của một cô là cũng gửi đến cho hai anh em. Đấy. Có cái gì giải ở đây để cháu khui quà không? Mà lấy À tầm không, để khoảng ở trên giường này cũng được. thì cũng Nhưng mà được. bác dọn cái giường đi một tí, gọn gọn tí. Giường của Dua là cũng bừa bộn quá. Đấy, Hoàng Hoàng ra đây để chú trao cái phần quà của cô này cho.
Đây là phần quà của cô Hoàng Thị Phượng nhé. Của cô Hoàng Thị Phượng. Cô ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Đấy, cô có mua gửi cho một túi quần áo này. Với cả gửi cho hai anh em là 500.000. Là bảo anh là mua cho hai đứa là đây là 2,5 cân thịt nhá. Đấy, thịt lợn. Đây bác ra đây đứng ở đây luôn. Đấy, đây là 2,5 cân thịt lợn. Đấy, thịt lợn để vâng, để cho Hoàng với Du với cả bác là có thịt ăn. Đây là 1 bao gạo 10 cân. 10 cân này thì là hệ mua hết là 140.000. Đấy. Cảm ơn nhá. Vâng, vâng. Đấy, còn Hoàng đi lấy cho anh một cái con dao để anh khui cái quà này ra cho. Để trên giường này luôn. À, phần quà của cô thì cháu cũng nhận được khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mới có thời gian để Hoàng là nhận được quà là biết cảm ơn chưa? Quà chết thì rồi. Biết chưa? Biết rồi đúng không? Anh nhá. Học lớp 7 là phải biết rồi. Các bạn ở dưới kia, các bạn học lớp 1 rồi các bạn cũng biết rồi còn gì nữa. À, đây là một cái ba lô nhá. Đấy, ba lô này để cho Hoàng mang đi học nhá. Dạ xuống. Đấy, Hoàng lấy ghế ngồi đây nào. Mất thẳng. Đây là hình như là cô gửi quần áo của cho Du sao ấy. À, đây là quần con gái thôi. Đấy, đây là cho toàn cho Du hết. Đấy, thấy chưa? À, có cái đây có khi là Hoàng mặc cũng được. Đấy, toàn quần áo đẹp. Đấy, áo len này cho Du này. Đấy, thấy chưa? Du nhận được rất là nhiều quà mà còn xấu hổ nữa. Đây này. Hôm nay nhớ mà mình nghèo mình không có tiền mua mình mất mà nhiều công sức. Áo này cho Hoàng mặc cũng được nhé. Áo trường này. Đấy, toàn là quần áo. Ở đây toàn là quần áo ấy đâu, con gái đâu. Chắc là nhà cô là có khi là cô có con hoặc là em là mặc. Là bị bé đi rồi cho nên là cô gấp lại rất là gọn gàng gửi đến cho này Du và Hoàng. Wow, cái này là cái gì, cái chăn đấy, cái này là cái chăn nhá. Ui, cái chăn này ấm, bây giờ mùa hè đắp cái chăn này là mát lắm đấy. Mùa hè đắp cái này là có vừa đúng rồi, cho Hoàng cái này nhá. Cái này phải lúc nào bẩn phải giặt đi nhá. Còn đây là cái ba lô, có mỗi ba lô này thì sẽ cho Hoàng là để sách vở đi học nhá. Đấy, tóc dài rồi. Hôm nay là anh lên cũng không mang tông đơ lên, không thì anh cắt tóc cho gọn gàng. Nhá. Cái này mai ngày kia cho nó đi học mới đi cắt cũng được. Cho nó đi xuống xã để cắt nhá. Đấy, hôm nay là thưa cô bác anh chị là cháu cũng nhận được phần quà của cô Hoàng Thị Phượng. Đấy, cô ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Hoàng Thị Phượng. Đấy, cho em cảm ơn đến cô Hoàng Thị Phượng đi. Em cảm ơn đến cho Hoàng Thị Phượng ạ. Em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô Phượng. Đã gửi phần quà đến cho em. Đã gửi phần quà cho em. Em chúc cô và gia đình. Em chúc cô và gia đình luôn luôn bình an. Luôn luôn bình an. Mạnh khỏe. Mạnh khỏe. Và hạnh phúc ạ. Hạnh phúc ạ. Hoàng bây giờ anh dặn này, đi học là phải ngoan nhá. Vâng. Ở với bác là không được bướng như Rua nữa đâu nhá. Vâng. Đấy. Rua là lúc mình bé bác kêu mang bác nuôi mình, bây giờ lớn rồi. Bác nói phải nghe chứ. Đúng không? Để móng tay dài quá, móng tay cắt, móng tay ngắn đi. Để dài bẩn thế này đâu nhá. Thưa các bác anh chị là cháu cũng đi mua thịt là hết 200.000. Và mua 1 bao gạo là hết 140.000. Đấy là hết đi 340.000. Thì còn thừa 160.000. Đây, cái phần tiền thừa này thì cháu sẽ đưa lại cho bác.
Ui, không có tiền lẻ rồi. Bác có tiền lẻ không? Không có. Không có tờ 100.000 không? Chắc có hay không có cái bạc mang đi rồi. À, 160.000 thôi. Thế thì cháu cứ đưa cho bác là 200.000 nhá. Tại vì là còn thừa 160.000. Thì thôi 40.000 thì cháu không có nhiều, thì cháu ủng hộ cho Hoàng đi cắt tóc nhé. Đấy, còn cái này thì bác cầm hộ hai bé Hoàng và Rua. Thì là lúc nào mà mua khăn quàng đỏ hoặc là mua giày dép. Hoặc là cái này chắc được một đôi dép, hai đôi dép thôi. Chắc được. Đấy. Hoặc là mua bút vở ấy nhé. Đấy, trao lại cho bác, cầm hộ cháu nhé bác nhé. Vâng. Cháu nhá. Vâng. Đấy thì thay mặt cho bé Rua và bé Hoàng thì cháu cũng xin được cảm ơn đến cô Hoàng Thị Phượng rất là nhiều. Cháu xin chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Và rất là mong cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cháu Quyền để cháu sẽ tiếp tục trên con đường thiện nguyện và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh hơn ở trên vùng cao này hơn cô ạ. Còn cái này thì tí Hoàng gấp gọn cẩn thận và để ở đâu đó gọn gàng sạch sẽ nhé. Hay không để bừa bộn. Còn cái nào mặc vừa thì Hoàng mặc, không vừa thì của con gái thì để cho Rua. Đấy. Ba lô thì chắc là để cho Hoàng. Ba lô cho Hoàng mang đi học. Ở đây còn có khăn quàng đỏ này. Thưa các bác là một cái quãng đường từ dưới nhà của bé cháu lên trên này thì mọi khi lên ấy thì là không gặp Rua. Thứ hai nữa là lên là Rua lại không cho ghi hình nữa, thì một cái chặng đường lên xa như vậy mà không làm được cái việc gì ấy, thì cháu mất rất là nhiều công. Đúng rồi. Không chỉ mong sao là giúp được nhưng mà lại không giúp được thì có khi là đây cũng sẽ là lần cuối cùng thì cháu lên nhà bác. Rồi. Tại vì là như bác cũng biết rồi ấy, thì là vừa nãy cháu nói rồi ấy. Thì nếu như cô bác anh chị mà vẫn có quà đến cho Hoàng với cả Rua thì cháu sẽ mang quà đến. Rồi. Tuy nhiên thì trong từ giờ trở đi thì để cháu lên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và những công việc. Đấy, những cái sự khó khăn thì cháu cũng không lên được nữa. Vâng. Cháu cũng mong bác là thông cảm. Tại vì là không phải là cháu không muốn lên, cháu rất là muốn lên. Vâng. Rất là muốn lên để giúp đỡ. Nhưng mà cái này thì đấy, Rua không hợp tác thì cũng không thể làm được. Vâng. Còn thì cháu không biết suy nghĩ cái kiểu gì, nó cứ gọi là xấu hổ. Vâng. Khó cái này, mình bảo là bắt nó là không được. Vâng. Đấy. Bắt nó đi lấy chồng mới nhỉ? Đấy. Nó bỏ đi lấy chồng mới, nó đủ lông đủ cánh rồi, lớn rồi. Đấy. Nói nhiều là nó bỏ đi thật đấy. Đấy. Mình bảo là nói nhiều quá sẽ nó là bỏ đi. Đấy. Khổ. Bây giờ nó lớp 9 rồi, nó có người yêu ấy. Nói nhiều là nó cùng người yêu nó đi, là mình cũng không làm được gì. Vâng. Buồn lắm. Vâng. Mong sao là Hoàng cố gắng Hoàng nhỉ. Con trai ít nhất phải được 20 tuổi được phép lấy vợ. Lâu. Hoàng mùa hè ngủ đây có nóng không Hoàng? Có. Ngủ nhà bác này nóng không? Có. Wow, nóng nhỉ. Mấy đứa bảo bác nếu mà có thời gian bác chuyển chỗ ngủ đi dưới kia cho ngủ cái nhà dưới kia kìa. Ngủ ở đây khói vào ảnh hưởng khói sức khỏe lắm, nóng. Đúng rồi. Mấy cả cái chăn chiếu để đây nó khói nó đen lắm. Rồi. Nó đen nó bẩn. Rồi. Các con của bác thì đi làm chắc là cuối năm mới về ấy nhỉ? Chắc cuối năm rồi. Vâng. Nhà bác là mấy hôm nay có ong chưa? Ong mật để bán chưa? Có rồi nhưng mà mình chưa kiểm tra có mật hay không. Nếu mà có mật thì bán cho cháu mấy chai để cháu gửi đi cho các bác ấy. Tí lấy số một hai ngày xong có thời gian đi xem. Nhưng mà nuôi ở gần đây hay là ở xa? Còn mấy tủ ở trên hang đá ở trên rừng đây.
đi đặt cái thùng ở trên hang đá đúng không? Đấy, đặt cái thùng ở trên hang đá nó khác biệt đấy. Tức nghĩa là mình lấy cái thùng để mình đặt ở trên hang đá. Đấy. Xong thì nó khác về nó ở. Đấy. Đấy. Về các cái mật đấy, thưa các anh chị là mật ở trên này thì các bác yên tâm, hiện tại là cháu Quyền đang bán ở trên kênh là bán hộ bà con. Mong sao là nhằm cái mục đích là tiêu thụ hộ bà con về những cái sản phẩm đặc sản của vùng cao. Đấy. Như chú đây thì cháu lên trên bản và gặp những sản phẩm gì của bà con thì cháu lấy hộ luôn. Thứ nhất là cũng gọi là một phần là tạo công ăn việc làm cho bà con, thứ hai nữa là tiêu thụ được. Và cái thứ ba nữa là khi mà cháu bán hộ như vậy thì là cháu cũng gọi là được lái một ít. Là cháu cũng có thêm vào đấy là những cái khoản tiền xăng để cháu đi lại như thế này. Ví dụ đi xa thế này thì cháu bán hàng thì cháu được lãi, thì cháu có tiền cháu đổ xăng để cháu đi như thế này. Đấy, hôm nào bác lấy thì tí cháu lấy số điện thoại xong là hôm nào bác lấy mật thì bác gọi cháu nhé. Đấy. Đấy, trước khi gọi là chưa đi vào rừng lấy thì bác gọi luôn rồi. Để cháu đi cùng bác cháu quay phim cho các bác cùng xem về cái chất mật cũng như là về cái nguyên chất là nó như thế nào và bác nuôi ở rừng như thế nào đấy. Nhá. Vâng. Nuôi nhiều không bác? Có chứ, rồi mấy tổ ở trên hang đá kia mà. Mấy tổ cơ à? Vâng. Ở trên hang đá luôn à? Đấy, ở trên hang đá luôn luôn à. Một năm thì bác bán mật đấy là được bao nhiêu tiền? Đã về có năng thì được nhiều, có năng thì ít, năng ngoái thì nó theo cái mục. Mục thì nó không có hoa nhiều thì nó được ít thôi. Mấy năng ngoái được 2 triệu, được 3 triệu. Năm ngoái là được 3 triệu đúng không? Vâng. Năm mà bác bán được mật nhiều nhất là được bao nhiêu tiền? Được 4-5 triệu thôi. 4-5 triệu à? Vâng. Đấy. Nếu mà mình nuôi nhiều ấy nhỉ, nuôi nhiều nhưng mà ở đây không có hoa nhỉ? Vâng, không có hoa. Ở đây thì ít hoa quá. Vâng. Nếu mà nuôi nhiều thì cái ong này mình nuôi nó không bị lỗ. Vâng, nó không, mình không phải nuôi cái gì mà đúng chỉ có làm cái thùng nó khắc ở thôi. Đúng rồi, làm cái thùng gỗ để nó khắc ở thôi, mình có phải mất tiền là mua cái gì để cho nó ăn đâu. Không phải mất tiền mua thức ăn cái gì cho nó đâu. Nhưng mà nhiều lúc thì có nhưng mà không bán được nhỉ? Đây. Mình đây toàn là cái thạch khánh ở trường cấp 2 đây. Mình có thạch khánh mua gần 2 tạ luôn. Gần 2 tạ. Ở đây thôn này là ai có nhiều mật nhất à bác? Mình cái ông chú kia có nhiều lắm mà cái kia nó lái thì nó không phải lái như mình lái, nó là lái quay. Quay như cái thầy giáo quay kia đấy. Đấy thế thì mật nhà mình là gọi là nguyên chất 100% ở trên rừng rồi đúng không? Đấy. Nơi là như mình nơi là toàn là ở trên hang đá rồi. Cô, đây chú xem chân nào, khỏi chưa? Khỏi. Khỏi ra vào đây xem nào. Thằng này biết tí mà biết đi xe máy rồi nhở? Ôi giời ơi. Con nó nhìn lắm. Đây, xem nào, lớn đến đâu rồi. Cao như này thôi mà đi xe máy ầm ầm rồi. Đội mũ bảo hiểm vào nhá. Học lớp 7 à, học lớp 6? Lớp 6. Chân cháu khỏi rồi đúng không? Khỏi đấy. Đợt trước lên trên này là bị cái cây chọc vào chân nhưng mà cũng may là nhờ được chú ở dưới này, chú Út ấy, đúng không? Là chở đi xuống dưới kia để người ta tiêm giảm đau xong mới rút được ấy. Cây nó bị thối ở chân luôn. Không là là ảnh nhiễm trùng là hỏng chân đấy. Đấy thì hiện tại là bác gái cũng ở nhà và bác trai cũng ở nhà thì thôi hai bác cố gắng thông cảm cho Dua một tí nhé. Còn vấn đề cháu không lên quay nữa thì nếu mà được quà thì cháu vẫn mang lên cho thôi. Còn Dua thì hai bác cố gắng khuyên là không được đi lấy chồng sớm bác nhé. Tại vì đi lấy chồng sớm là sau này có con sớm khổ lắm. Đấy, gia đình đã nghèo rồi còn đi lấy chồng nữa thì khổ sau này. Còn chắc là hôm nay là cháu cũng lên và cũng chỉ có nội dung là như vậy thôi các bác ạ. Đấy, còn hôm nào bác lấy mật thì cứ gọi cho cháu. Vâng. Hôm nào mình lấy mật thì mình gọi cháu lên cùng bác đi lấy vừa là đi lấy vừa là cái má nhìn thấy đúng là đúng là không đúng ấy. Đúng mật rừng luôn đúng không? Đấy. Để cho các bác tin tưởng ấy đúng không? Đấy, cho các bác tin tưởng đúng thật đấy. Thế thì thưa cô bác anh chị là chắc là cháu cũng xin phép là kết thúc video này ở đây thôi. Rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cô Hoàng Thị Phượng rất là nhiều.
cô đã gửi phần quà đến cho gia đình của hai bé này. Còn bây giờ cháu xin phép là kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác. Các bác ơi, đây là những mặt hàng đặc sản vùng cao mà hiện tại hai vợ chồng Quyền Yển đang bán ở trên kênh các bác nhé. Và đây là mật ong hoa bạc hà. Còn đây là mật ong khoái rừng các bác ạ. Hiện tại thì sắp đến mùa mật ong rừng tự nhiên rồi các bác nhé. Mật ong khoái rừng thì hiện tại vợ chồng Quyền Yển còn một chút nữa thôi. Còn bên này là chè San Tuyết đặc sản ở trên vùng cao. Cái chè này thì là chè mới năm nay các bác nhé. Còn cái của năm cũ ấy thì cũng có rất là nhiều các bác hỏi nhưng mà hai vợ chồng cháu không có gửi cho. Còn bây giờ nếu mà các bác nào muốn mua ấy thì có thể là liên hệ trực tiếp với hai vợ chồng cháu tiếp ạ. Còn cái này là hoa đu đủ đã được cháu Yển phơi khô rồi các bác. Đấy. Còn bây giờ thì cháu sẽ rót cái mật bạc hà này ra để cho các bác cùng xem là độ đặc sánh của mật là như thế nào các bác nhé. Đây là mật ong hoa bạc hà các bác nhé. Và rất là mong các cô các bác sẽ tiếp tục ủng hộ gian hàng của hai vợ chồng cháu để hai vợ chồng cháu có thêm kinh phí để mà đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao này hơn các bác ạ. Và các bác nào ủng hộ hai vợ chồng cháu thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại trực tiếp là 0395 953 850 và 0369 944 064 các bác nhé. Rất là cảm ơn các bác ạ.